thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hòa, 49 tuổi, bị tuyên 9 năm tù, vì trộm túi sách có điện thoại vơ tư trị giá 484 triệu đồng của khách đi chùa Vĩnh Nghiêm, ngày 3 tháng 3. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng tổng hợp với bản án 1 năm tù trước đó của Hòa, về cùng hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa thi hành, buộc bị cáo chấp hành 10 năm tù. Liên quan đến vụ án, Đào Thị Thu Hồng 43 tuổi, vợ Hòa, nhận 3 năm tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo Hòa tại tòa hôm nay. Ảnh, Hải Duyên. Theo cáo trạng, sáng ngày 22 tháng 3 năm 2019, trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp, Hòa có ý định đến chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 trộm tiền công đức. Khi lại gần thùng công đức ở khu chính điện, Hòa thấy túi xách da màu nâu của khách đi chùa, không người trông coi, nên lấy giấu trong áo rồi bỏ đi. Tài sản trong chiếc túi Hòa lấy trộm trị giá khoảng nửa tỷ đồng, riêng điện thoại phết ở được định giá 484 triệu. Hòa đưa cho vợ cất giữ, chỉ lấy 10.000 yên Nhật đem ra tiệm vàng đổi, tiêu xài. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra, vây bắt vợ chồng Hòa tại chung cư Hùng Vương quận 5, thu giữ tang vật. Tại tòa, Hòa và vợ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hải Duyên Lex, Lớp S, Oai,